Vũ mình chào các bạn. Thì hiện tại mình đang đi trên khu vực đường lên Dương Minh Châu á. Thì mình thấy một chiếc xe biển số 47 ha. Thì xe này của hồi xưa nè các bạn. Có rất là nhiều đồ chơi nha. Để bây giờ để mình quay một vòng cho các bạn xem chơi nha. Ở đây là phía trước rồi, các bạn nhìn thấy phía trước nữa không? Biển số cũng đẹp luôn, 00224. Bây giờ mình sẽ quay tổng sơ qua cái đấy ha các bạn. Quá trời, quá trời nhiều đồ chơi luôn. Đủ đồ chơi luôn á. Ở phía trước đó. Đây có đèn ha. Đèn còi hú gắn chưa. Ở đây, đây đặc biệt hôm nay có cái búa hồi xưa nè. Cái búa này, chắc cái búa sau này chế đồ chơi hay búa hồi xưa đây mình không rành nữa nha các bạn. Đó. Đây vô khoang chỗ tài xế ngồi lái. Tài xế ngồi lái thì trước hết là ở trên xuống nè. Dính ngón tay mình vô ạ. Trái lưu đạn. Đó, trái lưu đạn. Bên trong. Trời ơi quá trời luôn. Cái này hình như ống dòm nữa kìa. Rồi chắc cái này hay gì đây? Hay này các bạn. Đèn hay là gì á? Hay là đèn pin hồi xưa không? Đây, đây có ống dòm nữa nè. Đó, có cây súng. Cái này giống G15 hay ha. Đây, cái bình nước. Đó, cái bình nước hồi xưa. Quá xa rồi. Đủ đồ chơi luôn. Cái bình nước ở trên. Quá là trời đồ luôn. Ở dưới này nó còn một cái nữa chứ, một cái thùng vết nữa nè. Đó. Để đồ vô. Rồi giờ ra tới sau nha các bạn. Đây có một cái thùng chứa ấy nè. Thùng y tế. Đây là phía sau nè các bạn. Rồi cái bô. Cái bô đưa lên nè. Các bạn thấy không? Cái bô chế lên trên rồi. Chốt trên luôn. Đó, nó bằng ngang, nó cao hơn cái thanh gà chút xíu cho nó đẹp. Ở đây hình như là còn cái búa đó nè. Còn cái búa này em chưa quay cái búa này cho các bạn xem. Ở đây mình lấy cái búa chứ. Cái này không phải cái búa. Cái này cái gì? Cái này để dành cắt cỏ à. Chú chủ xe đang ăn sáng nha các bạn, nên mình không có hỏi gì được nhiều nha. Đây có một cái bình này nữa nè. Ủa cái này là bên đi theo cái với cái bộ y tế hả? Bên trong các bạn thấy không, cái đạn không? Đạn này chắc đạn thiệt á, nhưng mà tháo lấy thuốc rồi hết rồi. Cái thùng vết chứ, thùng vết để dạy tới sau luôn nè. Đây là những túi đựng đồ. Đây cái túi này là cái túi đựng cái súng nè, súng ngắn nè. Cái này là quẩy đeo hết vô người luôn nè. Của lính đeo hồi xưa á, lính hồi xưa đeo vô các bạn. Đây bộ đàm nữa nè. Bộ đàm. Còn đây là cái bình chữa cháy ha, có bình chữa cháy nữa nè. Có rất là nhiều túi đựng đồ luôn. Không biết cái bộ đàm này bên trong cái ruột nó còn hơn không nha các bạn. Cái này là dặn con ốc ra kính lại rồi, không có cho dở lên. Để mà không biết người ta lấy các bạn, người ta lấy người ta cắt ra dở lên là xong luôn. Đây có cái bình vậy nữa nè. Đây có một cái này là gì các bạn? Này là
Nói chung có nhiều cái mình không biết các bạn ơi, có nhiều cái lạ quá. Đây nè, cái viên đạn nè, cái này là giống như là mình là những cái gì, cái món đồ đi theo nó hồi đó là trang trí là hết rồi nha các bạn, trang trí lại giống y như xe hồi xưa vậy. Đây cái bình nước. Ồ, cái bình nước này, bình này bự nha các bạn, bình ngang hơn gan luôn á, hơn gan tay luôn nè. Rồi vào phía bên dưới bên đây, đây có sẵn nè. Ồ, cái này bằng sắt luôn nha các bạn, cái này chắc cũng không biết cái đồ ta cổ hồi xưa hay không mình không biết nha. Còn cây này chắc mới chế sau này để cho nó làm kiểu. Bên trên là ống dòm, đúng bên trên nó không sao, hơi bị thiếu sáng các bạn ơi. Đây bên đây là quá trời luôn nè. Quá trời đạn luôn nè. Đạn này là chắc được dán keo cho dính hết rồi. Quá trời. Đủ này là đủ đồ chơi luôn á. Rồi dạ, anh có biết gì về những món đồ này không? Anh giới thiệu sơ sơ đi. Đủ ở trong kia kìa. Không có. Lính nhưng mà mình biết. Đây. Cái đèn, gấu đèn hai bên các bạn nhìn thấy không? Trời ơi, cái này là sắt, khung mấy cái này là bằng sắt hết nha các bạn. Cái này là không biết khi nào mà nó gãy, khi nào mà hư luôn á. Cái gáo này cũng bằng sắt luôn nữa. Coi như là không biết khi nào hư luôn. Xe này còn đăng kiểm bình thường nha các bạn. À. Còn đăng kiểm bình thường luôn á. Đây. À. Đây là tàu cảnh của em nó nè. Quá khủng khiếp. Đây là trên mùi. Đó, trên mùi có đồ chơi đó. Đèn trước chơi hai bên màu vàng, cái kiến nó màu vàng rồi, độc ghê ha. Quá hiếm, quá hot luôn. Ủa chú, xe này là chú mua lại của người ta hả chú? Lâu hả? Chú, xe này giờ giá trị cỡ nhiêu chú? Nó vô giá đi. Vô giá. Hôm qua con đi xuống cái khúc Gò Dầu, con thấy có một chiếc mà nó đơn giản à, nó không có gắn nhiều đồ chơi như vậy. Mà con không có xin quay. Vô giá. Dạ. Giờ ô chú, nhà chú gần đây không? Có Tân Ninh nè. À có Tân Ninh hả? Bây giờ chú đi chưa? Đi. Đi. Không có ý là đợi chú đi chạy ra con quay cái. Không. Dạ, dạ chú về luôn không? Vô. À đi vô luôn hả? Dạ rồi con cảm ơn luôn nghe trước nha chú. Quá trời đồ chơi luôn các bạn ơi. Ủa chú, những món đồ này là chú mua và chú gắn lại sau hay là chú gắn lại sau? À tức là chú mua xe rồi chú gắn lại sau ha. Trời ơi, gan tì quá im luôn. À, xe này là chú mua xe không gắn đồ chơi lên sao nha các bạn. Đó. Quá tuyệt vời luôn. Rồi giờ chú đi công chuyện nha các bạn. Dạ rồi chú. Dạ. À, chú nhà chú ở thành phố Tây Ninh nha các bạn. Rồi bye bye chú. Tây Ninh thì hiếm gặp đó các bạn. Chứ hình như ra Đà Lạt thì nhiều lắm. Rồi Vũ, bye bye các bạn nha.